Cảnh sát nhận được thông báo có người bị sát hại trong nhà vệ sinh ở một nhà hàng. Khi họ đến nơi thì bàng hoàng nhìn thấy nạn nhân đã bị móc cả phần ruột ra ngoài, răng bị bẻ hết toàn bộ và được thay thế bằng kẹo bí ngô. Một cảnh tượng vô cùng ám ảnh cho ai chứng kiến hiện trường, kẻ nào đã gây ra việc này. Đó là câu trả lời mà phía cảnh sát phải nhanh chóng tìm ra, vì đây dường như sẽ không phải là nạn nhân duy nhất. Cùng mình đến với bộ phim ngày hôm nay nhé! Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Bộ phim mở đầu với một nhóm thanh niên 4 người gồm Mike, Bobby, Steve và bạn gái của Steve là Carol. Họ đang thảo luận về một hoạt động thường niên của nhóm vào mỗi đêm Halloween đến. Đó là sẽ đi bắt nạt một kẻ nào đó, không có bạn bè, sống lập dị và bị mọi người xa lánh. Nạn nhân của nhóm chính là anh chàng Jacob, nhưng năm nay Mike muốn đổi mới hoạt động này một chút. Đó là sẽ không bắt nạt Jacob trong căn nhà của anh ta từ năm này đến năm khác nữa, mà lần này sẽ bắt nạt ở nơi công cộng. Vì Mike biết Jacob được nhận vào làm việc tại một lễ hội của thị trấn vào đêm Halloween. Hai chàng trai còn lại vô cùng hào hứng với ý kiến này của Mike, duy chỉ mình Carol là cảm thấy khó chịu. Cô khuyên tất cả hãy tìm một việc gì đó hữu ích hơn để làm thay vì cứ bắt nạt Jacob. Carol sau đó bỏ ra ngoài xe, vì thiếu mất một thành viên nên ba chàng trai cần phải tìm thêm một người nữa. Thế là họ mời Gus, người phục vụ nhà hàng, để đưa họ đến lễ hội hóa trang. Gus vô cùng thích thú khi được gia nhập băng nhóm. Bối cảnh chuyển sang Jacob, chàng trai đáng thương có lối sống khép kín, đang ngồi trước TV và ăn một ít đồ ăn nhẹ. Đêm nay, Jacob có một công việc trong một đoàn xiếc tại một lễ hội hóa trang. Anh ấy xách cái giỏ đựng kẹo hình bí ngô của mình theo và đạp xe xuyên rừng để đến nơi tổ chức lễ hội. Khi đến nơi thì trời cũng đã tối và còn đến muộn vài phút. Sếp của Jacob, biệt danh Dr. Death, yêu cầu Jacob phải tập trung hơn nếu muốn được đi lưu diễn khắp nơi cùng với đoàn. Jacob không nói lời nào mà chỉ gật đầu rồi đi vào trong. Sau đó, chương trình của đoàn xiếc bắt đầu với màn giới thiệu của Dr. Death. Và nhóm của Mike cũng đang có mặt ở đây. Chúng chờ đợi thời cơ và tiếp cận với Jacob. Cả đám liên tục khiêu khích anh ấy, rồi Jacob không còn giữ được bình tĩnh, đã đẩy Mike một cái. Thế là bọn chúng đã có cái cớ để tấn công anh. Mike là người ra tay tàn độc nhất với nhiều cú đánh chí mạng. Đến khi dừng tay thì cả đám bắt đầu sợ hãi vì hậu quả nghiêm trọng hơn chúng nghĩ, dường như Jacob đã chết. Carol chứng kiến vụ việc từ đầu nhưng không dám ra can ngăn mà cứ quan sát từ phía xa. Tên Bobby cố gắng viện ra một lý do, đó chính là Jacob đã tấn công Mike trước, nên những hành động như này chỉ là tự vệ, rồi tất cả hớt hải rời khỏi hiện trường. Anh chàng xấu số được Dr. Death tìm thấy đã nằm bất động và được những thành viên khác trong đoàn giúp mang vào trong. Dr. Death biết được Jacob đã trải qua những gì, muốn anh ấy có thể trả thù bọn bắt nạt kia, nên đã lấy ra một chiếc hộp. Bên trong là một quyển sách, một cây nến và một chiếc mặt nạ bằng da. Ông ta cho Jacob mang mặt nạ rồi bắt đầu đọc thần chú, làm một nghi lễ tà thuật để hồi sinh anh ấy. Tưởng chừng không có kết quả gì, khi Dr. Death quay đi thì bỗng nghe thấy tiếng thở của Jacob dần một rõ hơn. Cảnh chuyển sang vị cảnh sát trưởng tên Sam đang đi tuần tra thì được người trợ lý Maxi thông báo có một người đang ở đồn và muốn nói chuyện với ông ấy. Bất chợt, Sam nhìn thấy một người đàn ông với cơ thể đầy máu đang ở phía xa. Ông ấy đi đến kiểm tra nhưng không thấy ai nữa cả. Sam quay trở về đồn và người muốn gặp ông ấy chính là Carol. Carol vẫn còn sợ hãi, khó khăn kể lại câu chuyện đêm qua. Sam sau khi nghe xong thì trấn an Carol để cô bình tĩnh hơn rồi nói mình sẽ lo vụ này, vì họ không chắc rằng Jacob có còn sống hay không. Sam đến thẳng khu lễ hội gặp Dr. Death để hỏi chuyện. Hơi khác một chút với câu chuyện Carol, Dr. Death nói Jacob có bị tấn công nhưng sức khỏe đã ổn sau khi được điều trị. Ông ấy còn nói thêm đã đưa Jacob về lại nhà. Thế là Sam tức tốc đến đó, nhưng gõ cửa gọi to mãi cũng không thấy ai ra mở cửa. Trong khi đó, Carol đang nghỉ ngơi ở nhà thì bị giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Khi cô bắt máy, phía bên kia đầu dây nói ra những từ rất khó hiểu và khó nghe. Tuy nhiên, chỉ là trò đùa của Steve, anh ta đến tìm Carol để xin lỗi bạn gái, hứa rằng sẽ không tái phạm nữa, và Steve cũng biết được Jacob hiện đã ổn. Carol thở phào với thông tin này và bắt đầu vui vẻ trở lại. Steve rời đi, hứa sẽ đến đón cô sau giờ làm. Carol sau đó rời khỏi nhà để đến một nhà hàng mua đồ ăn. Cô ấy bị giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Mike. Mike tức giận, cho rằng Carol là kẻ mách lẻo chuyện tối qua cho cha của hắn biết. Đó chính là cảnh sát trưởng Sam. Hắn cảnh cáo Carol không được hé thêm lời nào nữa, rồi mới chịu rời đi. Nhà hàng ở đây chính là nơi làm việc của tên Gus. Hắn ta lúc này đang ở trong nhà vệ sinh, đến khi bước ra thì trông thấy giỏ đựng kẹo hình bí ngô ở trong này. Một người đàn ông dính đầy máu cùng với chiếc mặt nạ, chính là Jacob đã được hồi sinh, lao đến túm lấy cổ của Gus. Jacob nhấc ông ta cao lên rồi dùng tay không đâm thủng bụng. Carol sau khi rời khỏi nhà hàng thì đến tìm gặp Steve vì muốn tạo cho bạn trai chút bất ngờ. Hai người họ bắt đầu quấn lấy nhau thì Steve có điện thoại. Một người gọi đến và thông báo rằng Gus đã bị sát hại vô cùng dã man. Cảnh sát cũng lập tức có mặt và họ không hề tin vào mắt mình. Cả phần ruột của Gus đã bị lôi hết ra ngoài, hàm răng thì bị nhổ gần như hoàn toàn và được thay thế bằng những viên kẹo. Sam yêu cầu cấp dưới quay trở lại đồn để lên biên bản gấp cho vụ án. Steve và Carol cũng đến, đã bị Sam giữ lại để tra hỏi thêm vài thông tin, yêu cầu cả hai kể chi tiết hơn chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Sam sau đó nói họ hãy bình tĩnh và quay trở về nhà. Ông ấy cùng với một người cấp dưới tên Ford đi đến chỗ tổ chức lễ hội một lần nữa để tra hỏi Dr. Death. Khung cảnh chuyển sang nhóm thanh niên đã tụ họp đông đủ. Ngoài trừ Mike vẫn giữ quan điểm rằng cái chết của Gus là ngẫu nhiên chứ không liên quan đến chuyện tối qua, thì tất cả những người còn lại đều hoang mang, cho rằng Jacob chính là hung thủ. Steve nói thêm vì Sam đã tìm thấy những viên kẹo trong miệng Gus là loại mà Jacob yêu thích. Tuy nhiên, Mike đã gạt phăng tất cả,
cả nhóm sau đó cũng giải tán, chỉ còn mỗi Bobby. Thì có tiếng động ở phía ngoài, Bobby nhìn thấy giỏ kẹo Halloween của Jacob và anh chàng đã trở thành nạn nhân tiếp theo. Jacob với sức mạnh vượt trội sau khi hồi sinh, không khác nào là quỷ dữ, dùng một tay kéo cả phần xương sống của Bobby ra khỏi cơ thể. Sam bây giờ đã đến gặp Dr. Death một lần nữa, hỏi thông tin chính xác hiện tại Jacob đang ở đâu. Tuy nhiên, có thể thấy ông ta đang cố gắng che giấu mọi thứ, cứ trả lời lòng vòng khiến cho cảnh sát trưởng khó chịu. Thì đúng lúc này, Conrad vào thông báo cho biết vụ án mạng thứ hai vừa diễn ra, và ở hiện trường này cũng có những dấu vết được để lại giống với vụ lần trước. Nhận thấy mức độ nguy hiểm, Sam nói với Maxi liên hệ với bên truyền thông để đưa lên tin này, rồi nói Conrad ngay lập tức tuần tra và thông báo cho người dân địa phương rằng cảnh sát sẽ thiết lập giờ giới nghiêm. Sam về nhà để gặp Mike, muốn con trai nói toàn bộ sự thật cho ông ấy nghe, nhưng Mike vẫn một mực từ chối chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra. Vì thương con nên Sam chỉ còn biết dặn anh ấy phải ở yên trong nhà và đóng mọi cánh cửa lại, sau đó gọi cảnh báo cho những người bạn còn lại. Sam cùng với Fox quyết định đi đến nhà Jacob một lần nữa. Vẫn như lần trước, gõ cửa mãi cũng không thấy ai bước ra. Sam đã phá luôn cánh cửa và tiến vào trong. Hai người đã vô cùng sốc vì tìm thấy một xác chết đầy ròi dưới gầm giường của Jacob đã bị hút cạn máu. Trong khi đó, tại chỗ lễ hội, các nhân viên trong đoàn của Dr. Death đang tập hợp lại. Một người tên là Bishop Gates muốn ông ấy giải thích chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Dr. Death mới nói ra toàn bộ nguyên nhân tại sao ông ấy lại hồi sinh Jacob. Vì muốn bảo vệ cộng đồng bị tẩy chay, một đội nhóm dành riêng cho những người lập dị, bị xã hội xa lánh. Sau khi biết một người trong đoàn bị ức hiếp đến mức bỏ mạng, Dr. Death muốn báo thù để cảnh cáo cho tất cả những ai thường xuyên bắt nạt kẻ yếu thế hơn. Bộ phim chuyển sang khung cảnh giữa Steve và Carol đang hẹn hò chỗ rạp phim. Vì muốn tặng cho bạn trai một món quà bất ngờ nên cô đã đi vào trong tắm. Chỉ còn mỗi mình Steve ngoài này và chuyện gì đến cũng đến. Đến khi Carol bước ra, chỉ để chứng kiến cảnh trên người anh ấy toàn là lỗ và máu chảy không ngừng. Jacob với hơi thở của ác quỷ từ từ tiến đến và truy sát Carol. Đến khi bắt được thì lạnh lùng kéo luôn cái lưỡi của cô ấy ra ngoài, giống như đòn trừng phạt vì Carol chứng kiến mọi chuyện nhưng lại chọn cách im lặng. Jacob bây giờ cũng bị kiệt sức và đổ gục xuống. Rất may, Dr. Death đến đúng lúc và cứu anh ấy. Không lâu sau, Sam cùng với Ford đi ngang qua rạp phim, nhìn thấy xe của Steve đậu ở ngoài nên đã vào trong kiểm tra thử. Khi tìm thấy thi thể của Steve và Carol, Sam tiếp tục gọi về cho Mike để thông báo tình hình, căn dặn phải khóa cửa lại. Tuy nhiên, điều mà Mike làm đó là đi đến chỗ lễ hội kia để trả thù cho cái chết của bạn bè. Sam về đến nhà thì trong này tối om và người bật đèn lên lại là Dr. Death. Cảnh sát trưởng chĩa súng về phía ông ta, yêu cầu cho biết Mike đang ở đâu. Bất ngờ, Bishop Gates xuất hiện từ phía sau và đánh Sam bất tỉnh. Dr. Death tiến lại gần và bắt đầu cắt xẻ cơ thể của ông ấy. Mike đã đến chỗ lễ hội, vừa đi vừa hét tìm Dr. Death ra đấu tay đôi. Nhưng anh chàng không nhận ra có người trong đoàn xiếc ở ngay phía sau và Mike cũng bị đánh bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy, đang loạng choạng bước ra ngoài thì chiếc xe của cảnh sát chạy đến. Mike tưởng rằng đó là cha của mình, nhưng khiếp đảm nhận ra cái đầu ông ấy đã trở thành đồ trang trí Halloween. Jacob bây giờ cũng đã tỉnh lại, bước đến chỗ của Mike và kéo đứt hai cánh tay của anh ấy. Rồi hắn dùng tay bẻ sống từng chiếc răng một. Tất cả những kẻ bắt nạt Jacob đều đã chết và mọi thứ dần trở lại bình thường. Răng của bọn họ được bày bán trong lễ hội như một món quà lưu niệm. Và Dr. Death còn thẳng thắn khẳng định với du khách rằng đây đều là răng người thật. Trong khi đó, Jacob vẫn còn sống và luôn cần nguồn máu tươi để duy trì trạng thái như bây giờ. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.